Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại cô bác anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Trong không khí hân hoan của những ngày Tết sắp đến, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới cô bác anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc người buôn bán sinh lời, chúc người công chức lương thời tăng cao, chúc cho sức khỏe dồi dào, tiền tài dư dả chỉ vào chẳng ra, chị em xinh đẹp như hoa, cả năm may mắn đẹp ra từng ngày. Và nếu như quý cô bác anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay hữu ích thì hãy like chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động cuộc đời tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, đón năm 2024 âm lịch, thần tài hậu ái, tài lộc ùn ùn lao tới, giàu như vũ bảo, con cháu ba đời ăn không hết của, giàu có nhất vùng thiên hạ. Thưa quý anh chị Mậu Thân thân mến, cõi này nơi ta sống nó vốn là cõi tạm, là nơi ta hoàn thiện bản thân trả nợ nghiệp duyên, hòa mỹ linh hồn và tinh thần nhân ái, vậy nên đau thương là sẽ có, mỏi mệt là sẽ nhiều, hãy chấp nhận nó và vượt qua. Hãy cứ đến chông gai và u ám. Mọi việc nó vẫn phải cần xảy ra khi nó phải xảy ra. Nó xảy ra để ta bớt nghiệp nợ, để ta thêm phúc ái cho những đoạn rực rỡ và rực lửa ở mai sau. Nên dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, hãy cứ mãi nhớ kiên cường. Anh chị Mậu Thân hãy lắng nghe kỹ bài luận giải này, vì chắc chắn trong năm 2024, tài lộc sẽ ập đến. Mua vé số có khi còn trúng độc đắc. Muốn biết cụ thể như thế nào hãy cùng Minh Đường Tử Vi lắng nghe lý giải chi tiết từ các cao nhân ngay dưới video sau. 1. Đầu tiên là tổng quan vận mệnh cuộc đời người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Người sinh năm 1968 là tuổi con khỉ, tức là năm Mậu Thân, sinh năm 1968, thuộc mệnh thổ, đại trạch thổ, đất nhà lớn, nam cung khôn thổ thuộc tây tứ mệnh, nữ cung khảm thủy thuộc đông tứ mệnh, Phật ban phúc, Đại Thế Chí Bồ Tát, Phật ban trí, Diệu Quang, Phật hộ mệnh, Quan Thế Âm, Phật bảo hộ, Đại Nhật Như Lai. Người tuổi Mậu Thân thường rất mưu trí, nhanh nhẹn, khả năng này giúp họ tiến hành công việc đạt hiệu quả cao và ít khi có sai sót. Họ có khả năng phán đoán mọi việc rất tốt, làm việc linh hoạt, có thể tùy cơ ứng biến để thích hợp với mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, họ lại giống người tuổi Thân mệnh Kim, thường thấy nhàm chán khi phải làm một việc trong khoảng thời gian quá dài, nhờ khiếu hài hước cùng khả năng giao tiếp tốt họ được nhiều người quý mến, nhất là người khác giới. Tuy nhiên mỗi khi tâm trạng không tốt, họ thường đẩy trách nhiệm hoặc sự bực bội sang người khác nên dễ mất đi sự tin tưởng của bạn bè. Người tuổi Mậu Thân cũng là người khá nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội. Nếu biết kiềm chế hơn thì chắc chắn cuộc sống và sự nghiệp của họ sẽ gặp nhiều thuận lợi và thành công hơn. Màu hợp với tuổi Mậu Thân là đỏ, vàng, màu khắc với tuổi Mậu Thân là xanh. Tuổi Mậu Thân tính khí khá tùy duyên, thuận tiện mà hành xử, làm việc họ cơ chí linh hoạt tháo vát, có nhiều kế hoạch và sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng mang lại lợi ích đa chiều nhất. Cá tính tùy duyên, tùy thời, khi bãi bể khi nương dâu, khiến họ dễ bị dao động tâm tư lập trường và nguyên tắc. Nhờ linh động nên những người này thường được yêu mến vì dễ tính, thoải mái mà lại đạt hiệu quả cao trong thời kỳ biến động. Người tuổi Mậu Thân yêu cuộc sống tự do, không thích bị câu thúc, những biến cố thay đổi bên ngoài thường tác động mạnh tới họ, hoặc có lợi thì họ vận dụng, hoặc có hại thì họ cố thủ thu mình. Trong giao tiếp, thái độ ôn hòa, điềm tĩnh của thuộc tính thổ kết hợp với sự linh động giỏi ứng biến, không quá cố chấp bảo thủ nên họ thường đạt được hiệu quả cao. Lòng người thường hướng về ủng hộ, cũng như bản tính vốn có. Những người tuổi Mậu Thân thường phải trải qua quá trình học tập, tôi rèn kỹ lưỡng mới có thể giúp ích cho đời và thu được thành quả. Họ rất tin số mệnh, vì chịu quy luật biến thiên của địa chất, nên thành công hay thất bại của họ do bối cảnh thiên thời địa lợi ảnh hưởng tác động nhiều. Tuổi Mậu Thân có một nỗi buồn trải dài theo thời gian vì những sự biến động bãi bể nương dâu tác động mạnh, rồi nhân tình thế thái vạn vật đổi thay. Tuổi Mậu Thân có một nhân sinh quan tiến thủ, luôn muốn thể hiện bản thân và khát vọng giúp đỡ cuộc sống của con người, mang lại hạnh phúc cho con người. Con số hợp với tuổi Mậu Thân là 2, 5, 8, 9, con số khắc với tuổi Mậu Thân là 3, 4. Với những đặc điểm về tính cách kể trên,
nên những người tuổi Mậu Thân sẽ làm rất tốt đối với công việc như ngoại giao, tư vấn, vì điềm tĩnh, mềm mỏng, kinh doanh bất động sản, vì thực tế và tư duy đổi mới biến động, xoay chuyển theo các mặt lợi hại. Các lĩnh vực như nông nghiệp, chăn nuôi, chăm sóc sức khỏe, tư vấn bảo hiểm đều là những lĩnh vực mang lại thành công lớn đối với họ. Tuổi Mậu Thân có thiên thời địa lợi về thiên can, địa chi, ngũ hành nạp âm nên hầu hết trong số họ khá giả và giàu có. Tiền bạc của họ thu được nhờ nỗ lực quyết tâm và các tác động ngoại cảnh thuận lợi đưa lại. Nam mạng Mậu Thân là những người có tính cách theo hướng tùy duyên, đến đâu thì đến, cho nên khi gặp sự cố hay công việc nào đột xuất thì họ xử lý rất nhanh nhẹn và khôn khéo. Việc gì cũng có thể giải quyết được, với tính cách như vậy thì có thể thấy họ là người ưa sự tự do, ghét sự cứng nhắc, khuôn phép. Nữ mạng Mậu Thân là người tin vào số phận, số mệnh an bài, nên tính cách tùy duyên của họ cũng là điều hiển nhiên. Với sự điềm tĩnh và mềm mỏng trong giao tiếp thì tuổi này rất thích hợp làm ngoại giao, tư vấn, hay vì sự xoay chuyển, ứng phó rất nhanh nhẹn thì kinh doanh bất động sản, nhà đất cũng hợp với họ. Các ngành nghề liên quan tới chăm sóc sức khỏe hay tư vấn mua bảo hiểm hứa hẹn sẽ mang lại thành công lớn trong sự nghiệp của những người tuổi Mậu Thân. Có thể thấy với tài ngoại giao tốt như vậy thì việc kinh doanh với tuổi Mậu Thân là vô cùng dễ dàng. Tân Tỵ, Ất Tỵ, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Canh Dần, Nhâm Thìn, Nhâm Tý, Giáp Dần, Nhâm Tuất, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Canh Dần, Nhâm Thìn, Nhâm Tý, Giáp Dần, Nhâm Tuất. 2. Đánh giá chung vận trình tử vi 4 phương diện tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, năm 2024 như sau. Mậu Thân 57 tuổi, đại trạch thổ, đất nhà lớn, sao thủy diệu, tài lộc hưng thịnh và công danh, hạn thiên tinh bị thư kiện thị phi, mệnh thổ gặp năm hỏa bình thường. Xem sao hạn tuổi Mậu Thân 1968 trong năm 2024 đối với nam mạng. Năm nay thân chủ gặp sao thủy diệu chiếu mệnh, phước lộc tinh tốt nhưng cũng kỵ tháng 4 và tháng 8. Chủ về tài lộc hỉ, không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu. Lưu ý ảnh hưởng của sao tới thân chủ, bình thường đi làm ăn xa gặp nhiều may mắn, có tài lộc mang về, ngũ hành của thân chủ là thổ, ngũ hành của sao là thủy, ngũ hành của thân chủ và ngũ hành của sao tương khắc, vì là sao cát nên may mắn của anh chị sẽ bị giảm đi so với bình thường. Năm 2024, thân chủ gặp hạn thiên tinh, hạn xấu, đề phòng thư kiện thị phi, tù tội dễ sinh tranh chấp trong công việc làm ăn và tình cảm. Cẩn thận giấy tờ hồ sơ khỏi phải lui tới công quyền, nếu có kiện thư nên tìm cách nhẫn nhịn sẽ ít thiệt hại hơn. Bạch hổ báo hiệu bất lợi đối với bản thân, đề phòng có tang phục, hao tiền tốn của sinh ra bệnh tật, nhiều việc lo buồn, đề phòng tiểu nhân. Xem sao hạn tuổi Mậu Thân 1968 trong năm 2024 đối với nữ mạng. Người xưa cho rằng, mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại. Mỗi người vào mỗi năm có một ngôi sao chiếu mệnh, có sao tốt, có sao xấu. Năm nay thân chủ gặp sao Mộc Đức chiếu mệnh, sao này chủ sự hướng tới sự an vui hòa hợp, hạnh phúc, tốt vào tháng 10 và tháng Chạp. Lưu ý ảnh hưởng của sao tới thân chủ, đề phòng bệnh phát sinh liên quan đến máu huyết, ngũ hành của thân chủ là thổ, ngũ hành của sao là mộc, ngũ hành của thân chủ và ngũ hành của sao tương khắc, vì là sao cát nên may mắn của anh chị sẽ bị giảm đi so với bình thường. Năm 2024, thân chủ gặp hạn tam kheo, hạn xấu, đề phòng thư kiện thị phi tù tội, dễ sinh tranh chấp trong công việc làm ăn và tình cảm, cẩn thận giấy tờ sổ sách hồ sơ tránh vướng tới pháp luật. Nếu có kiện thư nên tìm cách nhẫn nhịn sẽ ít thiệt hại hơn. Bạch hổ báo hiệu bất lợi đối với bản thân, đề phòng có tang phục, hao tiền tốn của sinh ra bệnh tật, nhiều việc lo buồn đề phòng tiểu nhân. Năm 2024 anh chị gặp hạn tam tai, khi vào vận tam tai thì thường gặp trở ngại, rủi ro, dễ bị bệnh tật hay mất của, khó khăn trong công việc. Vì vậy quan điểm đa số mọi người đều tránh làm những việc lớn trong năm này. Tuy nhiên nếu công việc anh chị đang làm từ những năm trước chưa xong thì có thể tiếp tục. Còn nếu định khởi động việc mới thì nên đề phòng, gia chủ tuổi Mậu Thân cần tránh các năm tam tai, dần, mão, thìn. Năm 2024 tức năm Giáp Thìn sẽ phạm tam tai, năm 2024 anh chị rơi vào hạn kim lâu phu, kỵ người chồng, sẽ ảnh hưởng không tốt đến người chồng. Nếu có ý định cưới chồng bạn có thể xem xét lại sự ảnh hưởng của kim lâu. Năm 2024 gia chủ 57 tuổi, nếu năm đó tiến hành xây nhà gặp phải hoang ốc. Dựa vào các yếu tố phân tích phía trên cho thấy, tử vi năm 2024 tuổi Mậu Thân nam mạng khá thuận lợi, cuộc sống vào guồng ổn định, yên vui tận hưởng thành quả mà tuổi trẻ đã nỗ lực, vận quý nhân vượng, công việc làm ăn suôn sẻ, gặp khó sẽ được trợ giúp kịp thời.
Mọi việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn giúp bản mệnh tránh được nhiều mối lo, thậm chí có nhiều thời gian để quan tâm hơn đến sức khỏe và những người thân yêu của mình. Phương diện sự nghiệp nhìn chung bình ổn, anh chị là người có kinh nghiệm phong phú nên có thể đưa ra được nhiều đóng góp quý giá cho tập thể, hướng dẫn những người trẻ tuổi xung quanh mình. Năm này bản mệnh có cơ hội khẳng định vị thế của bản thân và nhận được sự tôn trọng kính phục từ bạn bè, đồng nghiệp. Tình hình tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhờ những khoản thăng chức, tăng lương hoặc nhờ những quyết sách đúng đắn trong lĩnh vực đầu tư, không cần phải quá bôn ba vất vả mà vẫn thu được tiền ào ào về túi. Tình trạng sức khỏe được cải thiện đáng kể, gia đạo cũng thêm phần hài hòa, có hỷ sự trong nhà như cưới hỏi hay thêm con cháu, có điều đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn bất ngờ, nhất là tai nạn về đường sông nước. Ngoài ra, chú ý vấn đề ăn uống, tránh nguy cơ bị ngộ độc. Mối quan hệ vợ chồng con cái nhìn chung yên bình khi mọi người biết hạ cái tôi xuống và đặt mình vào vị trí của người khác. Tuy nhiên hãy cảnh giác trước nguy cơ kẻ thứ ba xuất hiện bằng cách giữ khoảng cách phù hợp với tất cả mọi người. Về phương diện sự nghiệp, người tuổi Mậu Thân sẽ gặp được khá nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp vào năm 2024 này do có các tinh phù trợ. Con giáp này hãy tin rằng chỉ cần anh chị nghiêm túc làm việc, bỏ công, bỏ sức ra thì chắc chắn thu được kết quả xứng đáng. Tam hợp xuất hiện là dấu hiệu cho thấy năm này bản mệnh xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, nên đi đến đâu cũng được người giúp đỡ. Thậm chí anh chị còn được cấp trên hoặc quý nhân giới thiệu cho những cơ hội việc làm quý giá, hoặc những cơ hội để học tập bồi dưỡng thêm kỹ năng kiến thức để áp dụng vào công việc sau này. Do đó, bản mệnh không nên ngại khó khăn vất vả nhất thời, nếu như phải vừa làm vừa học. Chỉ cần anh chị quyết tâm bỏ thời gian và công sức, thì anh chị sẽ tiến nhanh hơn người khác và sớm ngày gặt hái thành quả. Chính quan cho thấy, vận trình công danh sự nghiệp của bạn cũng sẽ phát triển nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Vì thế, dù mới chân ướt chân ráo bước vào một lĩnh vực nào đó, hoặc là người đã có kinh nghiệm, anh chị cũng đừng ngại nêu lên ý kiến quan điểm của mình. Có thể những đóng góp của anh chị sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới, đạt được những bước phát triển mới. Còn chính anh chị cũng khẳng định được vị thế của bản thân, người làm lãnh đạo nhận được sự tin phục của nhiều người. Cát tinh long chỉ cũng giúp cho con đường học hành thi cử của con giáp này phát triển thuận lợi hơn. Người chăm chỉ ôn luyện, tự tin vào vốn kiến thức của bản thân có thể phát huy đúng phong độ của mình và thi đỗ vào vị trí mà mình mong muốn. Tuy nhiên, dù được nhiều yếu tố thuận lợi nâng đỡ, người tuổi Mậu Thân cũng chớ nên lơ là sơ suất kẻo những sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Năm 2024 vẫn chịu tác động của hạn tam tai, bản mệnh cần chú ý hơn trong cách hành xử. Dù có thành công cũng không được tỏ vẻ kiêu ngạo coi thường người khác, dễ khiến kẻ tiểu nhân ngứa mắt và tìm cách hãm hại. Đối với các dự án quan trọng, anh chị cần suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm, đồng thời một khi đã làm thì cần cố gắng đến cùng, tránh bỏ dở giữa chừng kẻo công lao cuối cùng biến thành công cốc, không thu được bất cứ thành quả gì. Về phương diện tài lộc, vận trình tài lộc của đương số khá sáng, nhờ có sự nâng đỡ của cục diện tam hợp, nhiều hạng mục công việc của bản mệnh đạt kết quả cao. Hứa hẹn không chỉ tiền bạc chảy về túi, mà còn có cơ hội được cất nhắc thăng chức, tăng lương, mở rộng quy mô làm ăn. Với người làm công ăn lương, năm này anh chị đưa ra nhiều ý kiến đóng góp cho tập thể, giúp mọi người tìm ra hướng đi mới, tiết kiệm thời gian, công sức mà có thể thu về nhiều khoản lời lãi hơn. Chính vì thế, anh chị nhận được sự đánh giá cao của cấp trên và sự tôn trọng của đồng nghiệp. Các khoản hoa hồng, thưởng nóng là không thể thiếu, thậm chí một số người còn được chạm tay vào cơ hội tăng lương trong năm. Những người trẻ tuổi thi đỗ vào công ty, doanh nghiệp trong mơ của mình và có thể thỏa thuận được mức lương thưởng như mong muốn. Chính vì vậy mà bạn sẽ kiếm được một nguồn thu ổn định giúp đảm bảo cuộc sống. Anh chị cũng luôn cảm thấy tràn đầy động lực để cố gắng mỗi ngày, giúp sự nghiệp phát triển nhanh chóng. Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được xu thế của thị trường nên dễ đi tắt đón đầu, thu hút được ngày càng nhiều những khách hàng mới. Dù phải bận rộn luôn chân luôn tay, song anh chị thu về khoản lời lãi khả quan, thậm chí nhiều hơn cả dự tính. Nếu có dự định đầu tư thêm các hạng mục mới hoặc mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh thì anh chị cũng có thể tiến hành ngay trong năm. Cát tinh long chỉ đem tới cho bạn nhiều đối tác, anh chị hàng đáng tin cậy cùng với quý nhân sẽ giới thiệu cho bạn thêm những cơ hội quý giá. Nhiều trợ lực lớn lao khiến anh chị làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Về phương diện tình cảm, gia đạo, theo tử vi tuổi Mậu Thân năm 2024, phương diện tình duyên khởi sắc theo chiều hướng tốt đẹp. Anh chị có cách hành xử nói năng phù hợp trong những tình huống khác nhau thì dễ được mọi người yêu mến, gia đạo yên ổn. Một số cặp đôi có thể đón tin vui con cái trong năm. Do có quý nhân tam hợp thúc đẩy nhân duyên tốt, đào hoa vượng, người độc thân dễ được bạn bè người thân giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng.
anh chị cũng cần cởi mở hơn trong việc giao lưu, gặp gỡ bạn bè mới, nên cơ hội tìm ra người phù hợp là rất cao, đương số hãy tự tin là chính mình. Đồng thời chú ý cách hành xử linh hoạt tinh tế trong nhiều tình huống khác nhau thì ắt lọt vào mắt xanh của người khác giới, anh chị không cần quá cố gắng cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Hơn nữa, những thành tích xuất sắc của anh chị trong sự nghiệp cũng dễ khiến anh chị trở thành ngôi sao sáng trong tập thể, nhiều đồng nghiệp có thể chủ động tìm cách tiếp cận, làm quen anh chị trong năm này. Sự lựa chọn hoàn toàn nằm trong tay bạn, quan trọng là anh chị cần có cách nhìn người chuẩn xác để cho người chân thành với mình cơ hội mà thôi. Với người đã có đôi có cặp, bản mệnh đã biết đặt mình vào vị trí của nửa kia, nên mối quan hệ vợ chồng nhìn chung là hài hòa. Hai người biết nhường nhịn nhau và cùng trao đổi tìm ra cách giải quyết những vấn đề hệ trọng. Tuy nhiên, người tuổi Mậu Thân trở nên nổi bật trong năm này cũng kéo theo nhiều đào hoa xấu xuất hiện. Để giữ gìn hạnh phúc gia đình thì bản mệnh nên chủ động giữ khoảng cách phù hợp với mọi người xung quanh, đừng để mình vướng vào những mối quan hệ mập mờ với người khác. Xét về phương diện sức khỏe. Người tuổi Mậu Thân không gặp vấn đề nào quá lớn trên phương diện sức khỏe trong năm này, nhờ duy trì được tinh thần lạc quan, tích cực, mà sức khỏe thể chất của anh chị cũng có những dấu hiệu cải thiện nhất định, giúp anh chị sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì. Tuy nhiên, đừng vì công việc bận rộn mà lơ là vấn đề nghỉ ngơi sinh hoạt khoa học, bản mệnh ăn ngủ đúng giờ, làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe, thì mới đủ tỉnh táo và minh mẫn để hoàn thành công việc. Khi gặp quá nhiều căng thẳng, anh chị cũng đừng ngại tâm sự với những người đáng tin cậy để thấy nhẹ nhõm hơn. Đối phương không những có thể lắng nghe, mà thậm chí còn có thể bất ngờ trở thành quý nhân của anh chị, giới thiệu cho anh chị những hướng đi mới để thoát khỏi khó khăn. 3. Tử vi hàng tháng của tuổi Mậu Thân 1968 trong năm 2024 như sau. Dự đoán tử vi 12 tháng âm lịch trong năm 2024 của tuổi Thân. Tháng 1 năm 2024 âm lịch, đề phòng bị mất trộm tài sản tư gia do tính bất cẩn hoặc lỡ khoe khoan, công việc không thuận do có điểm tiểu nhân quấy phá, thận trọng khi ký tá giấy tờ. Tháng 2 năm 2024 âm lịch, công việc gặp một vài khó khăn nhưng cuối cùng cũng được giải quyết ổn thỏa, tuy nhiên chưa triệt để vẫn gây nhiều áp lực, sức khỏe bản mệnh đang có dấu hiệu xuống sức nên chú trọng nghỉ ngơi nhiều hơn. Tháng 3 năm 2024 âm lịch, có vận quý nhân nâng đỡ, gặp khó hóa dễ, có dấu hiệu thăng tiến, được cất nhắc lên vị trí tốt hơn, trong nhà có hỷ tín, tiền bạc rủng rỉnh, có thêm nguồn thu phụ. Tháng 4 năm 2024 âm lịch, có lộc về đất cát hoặc đầu tư, cần đề phòng tai nạn khi di chuyển cẩn thận kẻo bị té ngã gây chấn thương ở vùng mắt hoặc va chạm xe cộ. Tháng 5 năm 2024 âm lịch, vận đào hoa rõ nét cực kỳ tốt cho người độc thân nhưng gây phiền toái cho ai đã kết hôn. Đương số cần thận trọng khi hành sự hoặc nói năng kẻo vướng họa thị phi, gia đình rạn nứt, thanh danh bị vấy bẩn. Tháng 6 năm 2024 âm lịch, công việc làm ăn phát đạt suôn sẻ, ai kinh doanh có thể ký kết hợp đồng lớn bởi cung tài khí vượng. Tháng 7 năm 2024 âm lịch, bản mệnh sẽ có các mối quan hệ xã giao gặp trục trặc do dễ nổi nóng hay trút giận sang người khác. Công việc gặp vướng mắc liên quan đến dòng vốn, tiền bạc tiêu hao nhiều khó tích lũy, là một tháng xấu cần hết sức bình tĩnh để xử lý. Tháng 8 năm 2024 âm lịch, tài lộc khởi phát, có lộc đổ về túi, kinh doanh buôn bán thuận lợi, tuy nhiên sức khỏe suy giảm vì quá bận rộn và áp lực, đề phòng các bệnh về hô hấp hoặc ngộ độc thực phẩm. Tháng 9 năm 2024 âm lịch, có hỷ tín về thêm người như sinh đẻ hoặc cưới gả, tiền thu nhiều hơn chi, rủng rỉnh chi tiêu không phải nghĩ nhiều. Tháng 10 năm 2024 âm lịch, tài chính đang bị tiêu hao cho chuyện làm ăn hoặc xây sửa tư gia, sức khỏe đang bất ổn, cần có sự thăm khám kịp thời. Tháng 11 năm 2024 âm lịch, vận khí về tài lộc tăng mạnh, có thể được thưởng nóng hoặc tăng lương, công việc kinh doanh thuận lợi, có quý nhân phù trợ, cơ hội làm ăn tốt đẹp. Tháng 12 năm 2024 âm lịch, cát khí dồi dào thu về nhiều tài lộc giúp có khoảng tích lũy lớn, tuy nhiên cần đề phòng tai nạn bất ngờ. Và phần quan trọng nhất trong video ngày hôm nay, đó là phần hóa giải hung cát cho người tuổi Mậu Thân 1968 trong năm 2024, cách phòng tránh và hóa giải vận xui có thể gặp phải trong năm 2024 dành cho tuổi Thân. Mặc dù 2024 được đánh giá là năm cát lành, may mắn đối với người tuổi Thân, nhưng không vì thế mà đương số hành sự bất cẩn. Vẫn có những khúc thăng trầm do ảnh hưởng của năm cuối tam tai, vì thế, để phòng tránh và hóa giải xui xẻo từ vận này, tuổi Mậu Thân nên làm những việc sau.
1. Cảnh tỉnh bản thân bằng lối sống khiêm tốn và chuyên cần. Khiêm tốn là một điều không thể thiếu cho những ai muốn thành công trên đời này. Trong năm mà các khí vượng nhiều may mắn, thì đương số lại càng cần đề cao tính này. Luôn giữ vững tinh thần ham học hỏi, thắng không kiêu, bại không nản, tránh tình trạng ngạo mạn mà gây hứng, hoặc coi khi người khác kẻo vướng họa thị phi, tổn hao danh tiếng. Đồng thời nên nhớ rằng, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi anh chị đã cố gắng hết mình, chăm chỉ làm việc, vũ trụ sẽ đáp lại bằng những gì xứng đáng. 2. Làm nhiều việc thiện, việc tốt giúp đỡ mọi người. Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng và lâu bền nhất. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình, tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh, mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xuôi khí từ đó cũng bị tiêu trừ, các khí gia tăng. 3. Có thể cúng dâng sao giải hạn dịp đầu năm mới. Nếu còn bận tâm về hạn tam tai hay một số hạn xấu trong năm 2024, người tuổi Mậu Thân có thể làm lễ cúng dâng sao giải hạn đầu năm, việc cúng bái cốt ở tùy tâm. Miễn sao tâm thấy bình an là được, không cần quá chú trọng mâm cao cỗ đầy, tuổi Mậu Thân có thể thành tâm làm lễ, chỉ đừng sa đào quá vào mà thôi. Nên nhớ rằng, sức lao động là cái gốc phong thủy, hay cúng lễ chỉ như nắng gió mưa thêm vào, chăm mà đủ nhiều, gốc to thân khỏe, thì tự có tựu thành thăng hoa, lười làm, lười nghỉ, gốc yếu thân cục, tưới bao nhiêu nước, cải bao nhiêu phong thủy, đeo bao nhiêu thứ vào người, dâng cúng bao nhiêu lễ thì vẫn cứ là nguyên vẹn bần hàn xui xẻo mà thôi. Trên đây là toàn cảnh tử vi tuổi Mậu Thân 2024, dự báo vận hung cát trên mọi phương diện, từ công danh, tài lộc, tới tình duyên, sức khỏe. Chúc quý anh chị tuổi Mậu Thân năm mới vạn sự cát lành. Vừa rồi chúng ta đã luận giải về phần tổng quan chung của tuổi Mậu Thân 1968. Vậy xét riêng về nam mạng và nữ mạng trong năm 2024 này sẽ ra sao? Xin mời quý anh chị cô bác cùng theo dõi phần luận giải dưới đây nhé! Đối với nam mạng tuổi Mậu Thân, năm Giáp Thìn 2024 này, nam tuổi Thân 1968 sẽ có sự nghiệp bình ổn, mọi việc đã vào guồng và đều đặn tiến triển, dù vừa làm vừa học cũng không ngại khó khăn vất vả, kiên trì đến cùng thì sẽ gặt hái thành quả xứng đáng, là người giỏi ngoại giao và sống đức độ. Mậu Thân nam mạng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của người quý trọng, đôi lúc trong công việc sẽ gặp một số vấn đề khúc mắc nhất định, việc không ngại nêu quan điểm, đóng góp ý kiến sẽ giúp tập thể đạt được bước phát triển mới. Chính từ đó, nam Mậu Thân càng có thêm nhiều kinh nghiệm áp dụng cho công việc sau này, người làm lãnh đạo sẽ thu phục được lòng người. Trong năm 2024, vận trình tài chính của nam mạng tuổi Mậu Thân khá tích cực, bản mệnh nếu đã nghỉ hưu thì đã tích lũy được một khoản tiền nhất định để chi tiêu và đầu tư. Ngoài ra, bản mệnh cần thận trọng về tiền bạc, có thể trong năm này sẽ có nhiều chi tiêu đáng kể. Ở độ tuổi 57, nam mạng tuổi Mậu Thân nên lưu ý quản lý tài chính sáng suốt, hãy hạn chế những khoản chi tiêu không cần thiết. Điều đó sẽ giúp tiền bạc của mệnh chủ không bị thất thoát và đạt được an toàn tài chính. Trong năm Giáp Thìn 2024, vấn đề gia đạo của nam tuổi Mậu Thân cần chú ý nhiều hơn, bản mệnh nên giữ tâm lý tích cực trong gia đình và luôn ứng xử chín chắn, bình tĩnh với con cái, những người thân bên cạnh, trân trọng hạnh phúc gia đình, tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ bằng những cuộc gặp gỡ sum họp gắn kết tình yêu thương giữa các thành viên. Hãy lắng nghe những thế hệ sau và yêu thương ủng hộ họ, hãy làm điều đó bằng tất cả tấm chân tình, lúc nào bản mệnh cũng nên đặt gia đình lên vị trí ưu tiên hàng đầu. Cuộc sống thỉnh thoảng vẫn có những mâu thuẫn, nhưng chỉ cần nhẹ nhàng khuyên bảo con cháu thì mọi việc sẽ được theo ý nguyện. Thể trạng của nam mạng Mậu Thân sẽ bộc lộ những dấu hiệu cho thấy mệnh chủ đã bước vào độ tuổi 57, cơ thể đang cần một chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt điều độ và nghỉ ngơi nhiều hơn, nên mệnh chủ cần chú ý tới điều này, tập thể dục thường xuyên, ăn uống theo chế độ cân đối dinh dưỡng, uống đủ nước và ngủ 8 tiếng mỗi ngày. Mệnh chủ nên kiên trì thực hiện thành thói quen, quý trọng sức khỏe sẽ đem lại cơ thể khỏe mạnh hơn trong năm 2024 và những năm tới. Đối với nữ mạng tuổi Mậu Thân, năm Giáp Thìn 2024 này, nữ tuổi Thân 1968 sẽ có nhiều niềm vui trong công việc. Bản mệnh nếu làm việc gì cũng chuẩn bị kỹ thì sẽ đạt được kết quả tốt. Là người thông thái, có cái nhìn xuyên suốt các sự việc, Mậu Thân nữ mạng dễ được mọi người đồng thuận và tin tưởng, kinh doanh thuận theo ý muốn. Còn đối với những nữ Mậu Thân đã nghỉ hưu, năm 2024 cũng là năm lý tưởng để triển khai các kế hoạch cá nhân trong gia đình. Với kinh nghiệm phong phú, bản mệnh luôn có những đóng góp cho tập thể làm gương cho mọi người xung quanh. Bởi vậy, Mậu Thân nữ mạng nhận được sự kính phục tôn trọng từ các mối quan hệ và thế hệ con cháu.
Trong năm 2024, tình hình tài chính của nữ mạng tuổi Mậu Thân sẽ phát triển và duy trì ổn định. Bản mệnh càng quản lý chi tiêu tốt thì tài chính của gia đình càng gia tăng. Cần kiệm là gốc rễ của giàu sang, hiểu được điều này nên nữ mệnh luôn biết cách chi tiêu hợp lý. Ở độ tuổi 57, hầu hết nữ tuổi Mậu Thân đã lập khoản dự trù cho tương lai để chủ động trong mọi việc. Thông qua năng lực an toàn tài chính của mình, bản mệnh là tấm gương cho con cái học hỏi. Trong năm Giáp Thìn 2024, gia đạo của nữ tuổi Mậu Thân có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào ấm áp. Mệnh chủ luôn biết cách thể hiện tình yêu thương, bao dung, thấu hiểu con cái và những người thân bên mình. Bữa cơm gia đình luôn đầy ắp tiếng cười và những lời thăm hỏi động viên. Dù đôi lúc có cách trở về không gian, thời gian, thì sự quan tâm lẫn nhau, ủng hộ và khích lệ trong gia đình vẫn không thay đổi. Mệnh chủ và gia đình là nơi đón chào con cháu trở về thật ấm áp mỗi dịp sum vầy. Với nữ mệnh Mậu Thân năm Giáp Thìn và cả những năm sau này, gia đình luôn là bến đỗ của tình yêu thương thực sự. Bởi vậy mà mệnh chủ luôn dành tình yêu vô điều kiện cho chồng, các con cháu của mình, gia đình đón tin vui thêm người, thêm của. Bước sang tuổi 57, nữ Mậu Thân cũng có nhiều dấu hiệu sức khỏe khác với trước đây, xương khớp đau nhức hoặc có thể thường xuyên chóng mặt, đau đầu. Dù đây là biểu hiện tự nhiên, nhưng biết chăm sóc kịp thời, sức khỏe của mệnh chủ sẽ được cải thiện. Duy trì chế độ ăn uống đủ chất và cân đối dinh dưỡng, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và uống đủ nước sẽ tiếp thêm cho cơ thể năng lượng, sự dẻo dai và sức đề kháng. Hãy chủ động chăm sóc sức khỏe từ sớm để phòng tránh các căn bệnh tuổi già. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.